Rồi lá sồi hôm nay thì không có cái gì khác là ngoài sả, sả thì cũng hết lá rồi, chỉ còn đọt thôi. Và gừng rất ít nhưng mà cũng xong để cho nó thông mũi vậy đó. Xong nó nhẹ cái đầu. Đây là một cái kinh nghiệm phải nói là rất là hay của mọi người mà mình học được. À, xả với gừng là chủ yếu.